Tiền điện luôn là một vấn đề quan tâm hàng đầu trong đời sống sinh hoạt của người dân và việc tăng mạnh hóa đơn tiền điện trong các tháng mùa hè như là tháng 6, tháng 7 luôn khiến cho người dân nghi ngại về sự minh bạch của ngành điện. Đại diện EVN Hà Nội vừa lên tiếng lý giải hiện tượng này là phù hợp với quy luật do nhu cầu sử dụng điện cao của người dân. Theo tính toán của EVN, từ tháng 5 đến tháng 7, mức tăng lượng điện tiêu thụ từ 116% đến trên 150% so với tháng 4. Dự kiến tháng 7, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng trên 155% so với tháng 4. Qua so sánh chu kỳ tiêu thụ điện mùa hè trong các năm gần đây, với các yếu tố nhiệt độ đặc thù khu vực phía Bắc, mức tăng trên là phù hợp với quy luật sử dụng điện mùa hè phía Bắc. Nhất là trong giai đoạn nắng nóng và thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá Euro, nên nhu cầu sử dụng điện các nhà sẽ tăng thêm khá nhiều. Năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVN Hà Nội đã đẩy mạnh công tác truyền thông, đưa thông tin đến khách hàng sử dụng điện. Ngay từ đầu năm, các cơ quan đã công khai tất cả các thông tin về cách tính hóa đơn, biểu giá tính tiền điện, mức tiêu thụ cho từng thiết bị điện để người dân ước tính tiền điện mỗi tháng, đồng thời khuyến nghị các khách hàng tiết kiệm điện tối đa, giảm việc sử dụng các thiết bị điện vào giờ cao điểm để đảm bảo an ninh cho hệ thống, an toàn cho lưới điện, giảm áp lực cho đầu tư đối với ngành điện.